Càng thiếu thốn tiền bạc, người ta càng phàn nàn. Khi càng phàn nàn thì theo luật hấp dẫn lại tiếp tục thu hút sự thiếu thốn. Một vòng luẩn quẩn. Nếu trong cuộc sống và thiếu thốn tiền bạc thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không bao giờ khiến bạn có nhiều tiền hơn, bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán về số tiền phải trả cho thứ gì đó, hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc, tất cả đều không phải là lòng biết ơn. Và tình hình tài chính của bạn sẽ không bao giờ được cải thiện, chỉ có tệ đi mà thôi. Dù tình trạng hiện nay như thế nào, thì chính ý nghĩ rằng mình không có đủ tiền là biểu hiện của sự vô ơn với số tiền bạn đang có. Bạn cần phải thôi nghĩ về hiện trạng của mình và cảm thấy biết ơn về số tiền mình đang có. Như thế thì tiền bạc trong cuộc sống của bạn sẽ gia tăng một cách nhiệm màu. Một cái phản ứng chung là khi người ta sử dụng tiền bạc để chi trả cho một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, người ta có cảm giác là họ đang mất đi, và trong cái khoảnh khắc đó họ cảm thấy tiêu cực. Điều đó chẳng những vô ích mà còn làm cho tình hình tài chính của họ tệ hơn. Hãy thay đổi cách nhìn của mình. Bài tập ngày hôm nay, hãy ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn. Khi bạn chưa có hay chỉ có rất ít tiền, hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn. Sau đó nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mỗi kỷ niệm ấy. Bạn luôn có đủ thức ăn để ăn không? Bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có được đi học trong nhiều năm không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có sách để học, có bữa trưa hay những thứ cần thiết khác ở trường không? Bạn có từng được đi nghỉ khi còn nhỏ không? Món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn từng được nhận khi còn nhỏ? Bạn có xe đạp, đồ chơi hay thú cưng không? Bạn có được mua quần áo mới không? Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hiện một sở thích nào đó không? Bạn có đến khám bác sĩ và uống thuốc khi trị bệnh không? Bạn có những nhu yếu phẩm hàng ngày không? Như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội. Bạn có xem TV, gọi điện thoại, dùng bóng đèn, điện hay nước không? Tất cả những điều này đều tốn tiền và bạn đã nhận được tất cả chúng mà không phải trả đồng nào. Khi bạn nhớ lại những ký ức về tuổi thơ ấu và niên thiếu, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã nhận được rất nhiều tiền từ những người vốn phải làm việc vất vả để làm ra chúng. Hãy biết ơn từng tình huống và từng ký ức, bởi vì khi bạn cảm thấy thật sự biết ơn với những khoản tiền mình nhận được trong quá khứ, thì số tiền của bạn sẽ gia tăng trong tương lai. Đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Ngoài ra, để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiễm màu, hãy lấy một tờ tiền có mệnh giá thấp ra và viết lên một mẫu giấy dán vào tờ tiền đó với nội dung như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Hôm nay hãy đem tờ tiền nhiễm màu ấy để nó trong ví, trong giỏ sách hoặc trong túi áo quần, ít nhất một lần trong buổi sáng và một lần trong buổi chiều, hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhiễm màu ra và cầm nó trong tay, đọc những từ bạn đã viết với lòng biết ơn thật sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn có được trong quá khứ. Cảm xúc của bạn càng thật bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì phép màu sẽ thay đổi tình trạng của bạn bấy nhiêu. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả hay giảm giá, hoặc bất cứ thứ gì người khác cho bạn và bạn không phải tốn tiền mua, hãy cảm thấy thật sự biết ơn chúng. Tổng kết phép màu của ngày hôm nay: 1. Lặp lại từ bước 1 đến bước 3 của phương pháp nhiễm màu số 1. Cảm thấy mình thật hạnh phúc. Viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, lý do tại sao mình cảm thấy biết ơn. Đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc, hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và thật sự cảm thấy biết ơn đối với điều đó. 2. Ngồi xuống và dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của mình với tất cả những thứ mà bạn nhận được hoàn toàn miễn phí. 3. Nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn. Hãy nói và cảm nhận từ kỳ diệu cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mọi kỷ niệm ấy. 4. Lấy một tờ tiền mệnh giá nhỏ và viết trên một mẫu giấy dán vào tờ tiền đó: cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. 5. Hôm nay hãy đem tờ tiền nhiễm màu ấy và ít nhất một lần trong buổi sáng và một lần trong buổi chiều, hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Hãy lấy tờ tiền nhiệm màu ra và cầm nó trong tay, đọc những từ bạn viết với lòng biết ơn thực sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã nhận được. 6. Sau ngày hôm nay,
hãy đặt tờ tiền nhiệm màu ở nơi bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày để gợi nhắc bản thân biết ơn về số tiền đủ đầy mà bạn nhận được trong cuộc sống. 7. Như mỗi lần trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó.